Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào chú Kiệt. Đâu đâu ai, ai nói đâu cái giọng nghe kìa kìa phải. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mỗi người mỗi tật. Tiếp tục. Rồi. Xin chào. Rồi. Chị bảo là hôm nào qua đây. Dạ chào. Anh này sư cô hay là người phàm vậy ta? Mà bình thường ấy thì sư cô quá mình cũng khớp á. À. Để gần gần vô. Dạ. Xin được tiếng thiên long sơn để đảnh lễ cha mẹ. Đâu ai cấm đâu, cứ lên đó đi. Cái gì ở xa tới mà không có phương tiện đi. Mấy còn viết cái số đưa cho các bác này tự bắt lại. Không cần tiền đi hả? Dạ. Ồ thì giờ mình đi xem được thì mình nằm chỗ, mình dục cái xác ở vô cái tủ lạnh rồi mình bay về. Đấy vậy. Thường thường á mấy người mà hồi nãy trên núi có người kể câu chuyện giống vậy nè. Chết rồi á là tự nhiên thấy bậc hòa quan đấy anh. Kêu phải bay về Thiên Long Sơn. Rồi tự nhiên cái vừa bay về Thiên Long Sơn cái sống lại cái bữa nay quảng hồn tự bên đâu tiểu bang nào bay qua bác kể tự bác kể. Thế nghĩa là sống đi không được chết cũng đi được cho nên không có cần phải gấp. Ý mình cũng nói vậy đó. Ông nhắm kiểu má của Trinh đó như vậy. Ông Thiên Ánh là cũng vậy. Có duyên là hồn đi hay là xác đi cũng giống nhau. Còn chúc mấy đứa ghi cái số cho bác này lên núi. Nhưng mà bữa nay sau 5 giờ không ai được lên núi nha. Chỉ bữa nay với ngày mai. Thứ hai thì ok. Ok thì hoặc ngày mai sáng thì cứ đi lên. Ngày mai sáng á thì cứ lên đi. Ngoài đó ra còn gì khác hỏi không? Ok rồi đó chuyện nhỏ mà. Gặp chào. Thì giờ gặp rồi nè. Thấy có gì lạ không? Rất là đẹp trai. Trai. Hay quá ta câu này hay á nha. Và cái lời ca. Phải nói là trai mặt thì có. Đi chữ. Rất là đẹp trai. Và cái lời ca đó nó vang 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 thì ở nhà tôi mở thì đi tối ngày sáng đêm luôn để nghe. Và nó rất là chưa có ca sĩ nào mà giống như vậy hết. À, trời ơi, đợi ngày cạnh tử nghiệp ra khen chứ vậy lỗ mũi nở không á. Nó không tả chui vô lỗ mũi sao? Nó giận chứ còn thì không có biết ngã màn là gì nữa. Để mặt nó quá dày 4 năm rồi. Chỉ là lời thật việc thật thôi á mà độ còn không có đủ số lượng nữa cũng đang buồn nè. Nhưng muốn độ luôn con chiên á thì mình phải nói ba kinh đồ vô cho vui vui phải không để đánh tỉnh họ và chót rồi. Cái âm thanh thì là một người mang thân người nhưng mà không phải là người, thấy vậy chứ không phải người, nửa người, nãy cũng ăn cơm là nửa người, nửa không phải người. Cho nên nó có vài bảy dòng hào quang mà nếu mà mấy đứa ai mà lên núi á hiểu Kiệt á, Kiệt chỉ cần ngồi một góc của núi thôi Kiệt nói chuyện là quan cả cái núi á. Có gì có nghe cái đó không? Mấy họ nghe đó không? À nó khác hơn giọng của người ta. Đó là gọi là gì ta, mình nói là trong phim của Kim Mao Sư Dương á. Cho nên khi những người ca karaoke cũng là cái điển thanh, trên điện thoại là điển thanh, đọc kinh thì dĩ nhiên là trị tà rồi. Ai mà ngủ không được bị ma á là nghe cái clip mà Kiệt đọc kinh á là không có con ma nào mà đi mới vô nhà được hết, là người đó sẽ ngủ ngon.
Còn mà những cái chúng sanh mà không có hiểu về Phật, cũng chẳng tin Thượng Đế, cũng không biết hiểu về tâm linh á, mà thích vui á, thì cứ nghe nhạc đi, cũng là độ họ. Khi cái điện thanh mà nó vô cái ốc của họ rồi á, là cái đó nó giống như bàn chải đánh răng vậy, chà chà chà, bắt đầu họ sáng ra, thì bắt đầu họ có cảm mến, thì từ đó họ mới đi coi những cái clip khác, rồi từ từ mình cũng độ những cái dạng chúng sanh đó. Cho nên xuống trần, cha mẹ kêu con làm kiểu nào cũng được, giữ đúng 12 giới luật, biểu người ta dạy tất cả mọi người giữ 12 giới, và đồng thời gọi là phương tiện xảo, rồi xảo kế. Ca cũng là phương tiện đúng không? Hồi xưa Phật cũng ca giỏi lắm, Phật đánh đàn hay lắm, hay như là Phật, nhưng mà mình không có dám vậy. Cho nên cái nào cũng vậy, chỉ có một cái là có duyên thì hiểu được kiệt, thì được về trời một cơn gió thoảng này. Còn không có duyên thì cứ chờ dài ngọn gió bốn mùa đi. Bốn mùa là không biết bao nhiêu năm ta. Ok, còn cảm ơn bác, còn đẹp trai á ta. Dạ, là năm mấy tuổi rồi đẹp gì nổi. Dạ, xin được trời ơi, xin không tội nghiệp xin rồi nhận đệ tử này, con đệ tử này tên gì? Tên gì? Khổng Thị Tài. Gõng Thị Ba hả? Dạ không, Khổng, họ Khổng. Khổng, Khổng, con cháu Khổng Tử là Khổng Thị Ba, rồi giờ là Thiên Thị Ba. Gán nhà. Con trai của này bị bệnh não à. Mẹ đây anh lo cho mẹ nha. Sư phụ hồi bữa thứ bảy sư phụ hứa là bữa nay con lại sư phụ nhận con là đệ tử. Sao con ở Huy Kinh qua không? Con buồn. Ok rồi, từ từ chút mà con đang nói chuyện. Cái này để cái này tiết mục này một chút. Ok rồi, ai hỏi gì nữa? Nói còn phone đâu. Cao đồ hỏi. Xin hỏi sư phụ là cái người mà vừa mới mất á, thì thường như bên hay là bên Công giáo, họ có đem cái thân xác của người mới mất vào trong nhà thờ, thì xin hỏi sư phụ, cái hồn của người đó có theo với cái xác người đó vào được trong nhà thờ hay là vào được trong cái chỗ của nhà chùa? Có hay là gì nè, chưa nghe bà Phan Thị Bích Hằng hồi xưa kể hả? Khi mà thiêu cái xác á, cái hồn đang đứng cái, trời ơi tôi nóng quá, nhưng mà cái tưởng nóng thôi, chứ cái hồn lúc nào cũng đi theo quanh cái xác, và lúc mà chôn xuống hạ nguyệt á, họ cũng đứng đó, và đồng thời mà họ không có đủ phước á, họ cũng ở ngoài nghĩa địa nữa, rồi họ cũng đi về nhà của mình nữa. Cho nên cái hồn mà còn không biết tu mà còn chấp cảnh thế gian này đó, họ cứ đi hoài à. Mình giữ quần áo của họ trong nhà thì họ về nhà, thì thành ra con cháu mình á, sống chung với người âm người dương là như thế. Đó là tại sao hôm nay mình phải quyết định mình chết, mình không có phiền con phiền cháu. Tại khi mình sống mình là một anh hùng, con cháu mình muốn gì thế hỏi ông hỏi ba. Còn khi mình chết á, con cháu mình á, nó lơ mình. Cái tự ái lúc mình sống đã là tự ái rồi, đứa nào mà đi ngang mà không chào ba là ba giận rồi. Còn cái này á, nó vẫn bò về nhà, nó quậy, nó lấy tiền mình, nó quậy mình trước mặt mình, nó ăn đồ sen, nó giục thùng rác, giục rồi nó làm chuyện phí của. Trong khi á, tôi á, thành con ma đói mà nó bỏ lơ tôi, có buồn không vậy? Tự ái đúng không? Cho nên lúc mình sống, mình control được tất cả mọi cái decision, mọi quyết định rất là nhiều. Khi mình mất, cái quyết định của mình rất là ít. Mình chỉ còn lại những cái quyết định: thứ nhất lon lị, thứ hai lạnh lẽo, thứ ba đói rách, thứ tư homeless. Homeless là mình đi những cái nhà quan mình ngủ. Còn mà ở trong nhà mình thấy con cháu của mình nó không có ngó tới mình, vợ mình ăn cơm
mời ông bồ mà mới có bả về hí hửng, mình cũng bị sốc. Chiếc xe của mình, hàng bồ mới của bả vô lái chở bả đi chơi, ôm cổ bả, mình cũng bị tức. Tại lúc đó mình ngồi ghế sau, đúng không? Kiểu nào cũng tức hết trơn. Cho nên đó là sự thật nha, không phải là diễu đâu. A Di Đà Phật. Thầy Kiệt nói như vậy quần áo cũ chứ như mình donation quần áo còn rất nhiều người khác mặc. Cái mà hay nhất là tất cả khi người thân của mình mất, mình đừng có giữ bất cứ vật gì của họ, là hay nhất. Tại khi mình giữ một thứ á, họ lúc họ còn sống mà họ thích cái món đó đó, họ sẽ trở lại hoài, mình hại họ đó. Cho nên tất cả những gì mấy đứa con họ Thiên và dòng họ của Sắc Phàm Kiệt, những cái đồng hồ đeo sang trọng này là mua trước năm 2017, ngày 16 tháng 3, trước khi Kiệt thời là tài danh sắc thực thì trước mẹ cha mẹ, thì là tài sản mua trước, sau đó là không có phí của nữa. Thì tất cả các hội Thiên sau này nói tiếp để mà phát triển đạo Thiên Tâm thì cứ lấy cái option. Một cái đồng hồ xây một cái chùa Thiên Tâm, một cái nơi để mà cho con cháu hội Thiên nó tụ tập lại. Tại không có chỗ tụ tập, mình không có làm được cái đạo nha quý vị. Mình cứ đi cà phớt mà đường đi qua lại hai với bay không á, mình ai nói ai nghe đây, đúng không? Cho nên quý vị thấy những cái gì mà trên thân người Kiệt hôm nay, sau này nhân loại sẽ đi đấu giá. Chứ ông Bảo Đại vua mình á, hiện giờ ông đang là con ma ở bên Upperman ở bên Pháp. Vậy bữa đồng hồ Rolex ổng á, giống vậy mà thấy bữa online đấu giá 5 triệu đô, quý vị thấy có buồn cười không? Vậy nếu tôi đấu thắng, tôi lấy tôi đeo, cứ kẹp có chạy theo tôi đòi. Dĩ nhiên là không rồi. Mình đã nói là mình hôm nay là... Ây da, hôm nay mình đã lên ý như vậy rồi, chưa hiểu ý mình nữa. Thì đó rồi, nói thầy kia rồi. Nếu mà cái bộ đồ của thầy kia tôi giá mà chẳng phải tôi đúng, hai ốc cần ai đúng, rồi tôi đeo, thầy kia tôi chạy về đòi không? Hả? Xin hỏi một câu đó. Ok nè, quá giản như này, đã là con của Thượng Đế là như vậy mà đổi mấy cái đó làm gì? Ok rồi, ai hỏi gì nữa không? Hỏi gì chị? Còn câu nữa là khi đệ tử thiền đó, thì ở cái phần chán này nó, giống như là cái mặt trống mà, giống như là cái mặt trống mà đánh nó đó là hiện tượng gì? Đó là tờ sắp mở Thiên Nhãn Thông, gắn ngồi đi. Tại khi cái tuổi già nè mà biết ngồi thiền á, nó cũng giống như đứa nít lớn lên 12, 13 tuổi vậy đó. Dễ mở nhãn lắm. Mở nhãn là thấy cảnh giới khác á. Nhưng mà phải tùy thôi nghe. Thấy cảnh giới phía bên kia đó, có chánh có tà đó. Có gì phải kể cho mình nghe. Ok rồi, mấy cái này xong rồi. Chào cũng được. Kiệt được rồi. Con là Thiên trên toàn cảnh. Thì con biết sư phụ đó là 2019. Thì lúc đó thì con thấy đó là nhiều cái chuyện ly kỳ là lúc nhận quà nha. Này nhận quà của đệ tử này. Lúc mà con nghe cái video của sư phụ á thì con thấy đó là có nhiều chuyện ly kỳ, là cũng như ví dụ mà con muốn kiếm cái tinh sám hối thì con kiếm quà. Cái gì? Nhưng mà tối nó con nằm lại nằm ngủ cái tự nhiên nó chạy, có thấy tại vì sư phụ Kiệt nói là khi mà mình thấy cái số 333 là cái số của angel number vibrant. And then thì các cái con thức dậy nó thấy cái thăm hỏi trong cái ghi là đó. Quên rồi, có một lần đó thì có một người thân. Cảm ơn nghe đệ tử. Mình cũng để chia chung cho mọi người. Mất rồi xong á, rồi con mới đặt cái tên Thiên cho cái người thân. Thì lúc đó cái ngày và đám ma thì con thấy là những cái con cầm tự ở trên trời. Thì lúc đó cái điện đó là điện gì?
tất cả những hiện tượng mơ thấy rồng thấy tiên đó là mọi thứ là mình là ở người cõi trời xuống. Và mấy vị nhắc cho mình biết là mình phải tìm đường đi về thôi, nó chỉ là vậy. Thì mình có một chút xíu tâm linh thì mình mới ngồi đây đúng không? Có những người vô minh đó, họ không có hiểu gì hết. Họ đang nói một đống người ngồi đây là rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi á. Không có. Cho nên cái hiện tượng mỗi người mà có cái tánh giác linh vậy đó là tốt. À, Thiên Trinh đâu con? Cảm này chút tối xuống như cái này mới phải không? Chưa cúng không? Mới ok rồi, đem xuống dưới chùa Vi Minh cúng chỗ bàn thờ mẹ.